Xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ của cửa hàng Thành Hợp là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đó, hôm nay cửa hàng em lên cho mình luôn máy chữ tờ, chữ T nha mấy anh, 13 máy nha. Giá dao động là 1.3 triệu cây trở lên và 2.7 triệu quay đầu ha. Có Echo 345 nè. Rồi Mitsubishi là 261 ga bóp, rồi chế hai kim đai đỏ tự động. Mitsubishi TB nè, Honda sang nhiên nhé kiên, Kiwi đời cao 2720, Echo 26 chế hai kim trợ lực nữa đó, rồi Maru 223 vừa có trợ lực mà vừa có ga bóp luôn. Tanaka chữ A, Hitachi, Mitsubishi tên là 20, Xenon, Maru 20 và cuối cùng là Mitsubishi tên 130. Mấy anh coi cây nào phù hợp thì mình tua, mình chốt đơn cho nhanh nha mấy anh. Anh nào khách mới nhớ cho em nút like, mình đăng ký kênh để anh em mình tương tác tốt ha. Còn anh nào khách cũ thì đi ngang cho em xin nút like cái nút mà có dấu chấm gì là cái màn clip vô à. Là anh em mình đã tương tác tốt rồi. Đó. Rồi mấy anh mua hàng thì vui lòng liên hệ giùm em hai số điện thoại ha. Số nhất là 0858 256 356. Số này có Zalo, Zalo tên là Thanh Chị ha. Mấy anh điện số này kêu cuộc gọi, mấy anh điện số bên đây giùm em là 0913 136620. Số này cũng có Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng nổ máy trước khi nhận, đặc biệt em không có lấy cọc, bao ship tới nhà kèm theo 6 món phụ tùng. 6 món phụ tùng của em thì gồm có là một sợi dây đeo, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bu ghi đầu dao, một cái ổ cước 4 chấu. Ổ cước này chừng nào mình xài cỏ mỏng, chỗ nào có đá thì mình xài dây cước cho nó an toàn. Đó. Rồi một cái chắn cỏ, thì trường hợp chắn cỏ trên máy không có thì em cho chắn cỏ mới. Còn cái đĩa tròn là như thế nào? Đĩa tròn này là mình sẽ thêm đĩa tròn là thêm cho em 50 ngàn là 7 món. Còn không thì anh có thể quán đổi ổ cước đĩa tròn như đĩa dài. Ví dụ anh lấy đĩa tròn ổ đĩa dài hoặc đĩa tròn ổ cước hoặc là hai cái đĩa tròn. Hay miễn sao đủ 6 món thì thôi. Mấy anh phải yêu cầu nha. Em sẽ đổi theo yêu cầu của mình. Cái này là cái gom cỏ nha mấy anh. 100 ngàn một cái. Đó. Mua máy mua gom cỏ thì em bao ship cho mình tới chỗ luôn. Nhớt á, thì bên em bán nè, bên này 1 lít 100 ngàn nha. Em khuyên mấy anh mua máy nên mua nhớt luôn để có cái nhớt mà mình thử ha. Là tới chỗ mấy anh chuẩn bị xăng, nhớt theo máy đó về mấy anh pha lại rồi lắc lên cho đều, đổ cho mình xăng lớn mình thử. Mà tỷ lệ mình pha là 1 lít xăng mấy anh pha giùm em 40ml nhớt hai thì. Cái bình nhớt này nó có cái bình nhỏ bên hông cho mình lường. Nó hay chỗ đó. Mấy anh nào mà xài máy không chuyên nghiệp thì em thấy nên mua đi cái bình nhớt của em, nó ưu việt là chỗ đó ha. Mấy anh bóp này lên là nó sẽ qua nhớt, nó qua bên đây. Là bình pha theo tỷ lệ mình mong muốn ha. Thì xài thôi. Mấy anh nhớ tỷ lệ em có chỉ đó nha, pha cho đúng nha mấy anh, xài cho nó bền. T1 đầu tiên nha mấy anh, Tanaka chữ A ha. Mẫu này sáng đẹp. Phú Hồ mà Dương. Rồi, máy mà Tanaka này là anh nào mà đang kiếm máy phát cỏ gia đình ha, mà máy nó vừa túi tiền zin 100% thì mấy anh lấy cây này ha. Vậy cho em thêm cắm cái máy này chỗ là cái bô rồi đó. Đó, cái bô này nó có thêm một cái bô áo ở ngoài ha, nó đổ cách nhiệt ra ngoài này, rất là hay luôn ha. Mà mẫu màu cam phối với màu đen nhìn nó rất là đẹp. Trình sân lớn zin, chạy chế zin ha, chế zin ga ngang mà le đỏ tự động nữa nè. Đây, để em lên ga là nó nhảy mở le cho mấy anh coi đó, tức là nó sẽ nhảy mở le, nó rất là xịn và chế này rất là tiết kiệm xăng. Cái tum liền tum nhựa ha, và cái hay ở chỗ là nó có cái chân chống hình chữ A, nó sẽ chổi mình xăng lớn, bảo vệ mình xăng lớn nha. Hai tay cầm ga giữ tắt trên dây đông nha em. Rồi cái đầu bò nó thì zin, mà cái đầu bò của nó thì có chén chống ngòn đầu ốc luôn, giống cái chén nước mắm ập ngược lên này, gọi là chén chống ngòn đầu ốc. T1 32 ly 1.300.000 là em bao ship tới nhà 6 món đi kèm ha. Lấy cái ghế ngồi anh mở dồ á. T2 Hitachi. Hitachi này thì công suất là 23cc nòng 32 ly.
cái ưu điểm của Hitachi này là có trợ lực nha, cho nên là mấy bác mấy chú mấy anh gì đó hoặc nít cũng được nữa, giật vẫn nhạy nổ nha, mình giật kéo hai ngón tay thôi, qua tua là nhạy nổ hả, đó rất là nhẹ giật, mà cái dòng này nó rất là tiết kiệm xăng, chạy chế zin ngang ngang quanh bờ rồ nha, tung liền tung nhựa ha anh. Cái Hitachi cái phiên bản chiếc lá này nè, rất là tiết kiệm xăng cho mình, hai tay cầm ra giữ công tắc trên ghi đông, bật lên là mở, bật xuống là tắt nha. Anh nào mua cái máy nào thì để ý công tắc giùm em nha, em để giật hoài nó không nổ, trắng cỏ zin đầu rồi zin ha, lắp có chữ Hitachi luôn, T2 32 ly rồi 1.350.000 cho cây Hitachi có trợ lực. Ê, tiết kiệm xăng. T3 là Mitsu tên là 20 nha. Mitsu này là đời con của tên là 23, đời con của 26, 261, tức là nó nhỏ nhất. Nó nhỏ nhất không có nghĩa là phát cỏ không được ha, nhiều anh hỏi cho máy gì phát cỏ nổi không em. Dạ em xin lỗi, máy chuyên để phát cỏ thì đương nhiên phải phát cỏ nổi rồi. Chỉ khi mà anh chế thêm cái động cơ khác thì mình chạy đồ nó yếu máy thôi. Ha, chế máy này phát cỏ gia đình rất là phù hợp. Thứ nhất á, là mình có thể phát cỏ mà ví dụ như mình bằng tay không nổi thì mình phát cỏ bằng máy mà. Nó rất là gọn ha, mình quải nó rất là nhẹ mà anh nhìn nhiều khi nhìn trong điện thoại nó sao mà to dữ. Ở ngoài nó rất là gọn, máy mà tầm 4kg ngoài 5kg mà từ đầu máy xuống ga lắp anh nghĩ đi. Nó gọn khô mà khi mà anh giật thì máy chạy rất là bốc. Đó, cho nên là phát cỏ là em bao cho mình xài nha ha. Anh nào kiếm máy phát cỏ gia đình nhanh, gọn lẹ, tiết kiệm xăng thì mình lấy cái này. Mitsu tên là 20, chạy chế One Pro le đỏ tự động luôn. Cái lốc máy rất là đẹp ha. Có cái này nó bị gãy găng ở đây nhưng mà hàng qua sử dụng thì cái này là bình thường nha em. Bộ khói đang trắng từ luôn, có cái bình xăng lên zin lớn nó bể em thay bình xăng mới nha. Lóc qua dập chữ Max in Japan đàng hoàng chính hãng nha. Sản xuất tại Nhật luôn. Tum nhôm tum 260. Tắt là up, mở là on nha. Thì cái tum này nó vừa cho mấy cái máy mà 260 như Kawasaki, Wagyu rồi nó nghe mấy anh Honda là vừa hết. Đó, nó có chân chống nữa nè. Hai tay cầm ra giữ theo máy nha. Trắng cỏ zin đầu bò có chén chống mòn đầu ốc ha. T3 30 ly 1.400.000 đồng ha. Cho cái Mitsu 20 rồi T4 Xenon Xenon này nó có trợ lực nha mấy anh. Ưu điểm đầu tiên là trợ lực, nó thì tầm trung 23cc nằm 32 ly ha, giật siêu nhẹ mà hình thức máy còn rất là đẹp nha. Đó, có bộ tản nhiệt nữa nè, màn hình nó bằng nhôm luôn. Đó, bình xăng lớn zin, chế zin 2 kim, ở đây 1 kim, trên đây 1 kim ha, là 2 kim. Tum nhôm, tum liền nha, cái tum nó rất là dày. Đó, có ốp lưng luôn, ốp lưng chỉ dài non luôn. T4 32 ly 1.400 ha, hai tay cầm ra nè, kéo lên kéo xuống nè ha. Đó. À, cái này thì khi mà mình tắt thì nó nhảy lên chế độ mở cho mình luôn. Chắn cỏ zin đầu bò zin, đầu bò có chén chống mòn đầu ốc luôn, chén chống quấn cỏ, lát zin luôn. Có 1.400.000 cho cây Xenon nha em. Cái này thì thông bằng xăng nó còn ha, à, rất là dày. Rồi mình chốt là thì số tự là T4 nha. Sang T5 Maru Yanma ha, máy quá đẹp. Maru này công suất nó 20cc nồng nó 30 ly nha em anh, rất là gọn nhẹ ha, và đặc biệt cái mẫu áo này rất là đẹp, máy này rất là đẹp chạy rất là tiết kiệm xăng nha. Anh nào kiếm máy nhỏ nhỏ phát cỏ gia đình thì mình chốt nhanh gọn lẹ cây này. Đó. Bình xăng con nó thì chế zin gan ngang quanh vào rồ đàng hoàng, tum liền tum nhựa nha, công tắc nè, rồi cũng hai tay cầm ra giữ ha. Đầu bò zin trắng cỏ zin, đầu bò nó có chén chống quấn cỏ và chén chống mòn đầu ốc luôn. T5 30 ly 1.400.000 ha. Maru anh thấy quá trời dễ xài ha. Lóc có dập chữ Max in Japan ha, sản xuất tại Nhật nha. Đó. Rồi, Maru Yanma, T5 1.400.000. Quá rẻ. T6 Mitsubishi T130 ha.
cò bốc nha mấy anh. Cái ưu điểm của cây máy này là ngoài cắt cỏ mình có thể đốt xịt thuốc và bơm nước được luôn. Gắn cái đầu bơm nước 27 ha, ống ra 27 mà anh bơm rất là xa. Và đặc biệt mình tháo cái đầu bơm nước ra, tháo cái đầu máy ra mình cắt cỏ được luôn ha, là 3 trong 1 luôn. Thấy như vậy đó, chứ chạy rất là nội động có đá nha mấy anh. Trâu bò rất là trâu bò. Công tắc thằng phía trước ha, để xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Chạy chế 2 kim ha. Cái chế này dập chữ quanh bò rồ cho mình luôn nha mấy anh. Đó, tùm nhôm tùm 260 ha, có chân chống cao chà bá hự luôn. Đó, cái thằng mình tháo cái hay đưa đầu máy vô đó thuốc bình thường thôi. Hai tay cầm ga giữ là ga nhôm luôn, quá xịn sò. Trắng cỏ zin đầu bò zin T6 32 ly 1,4 triệu. Đó, anh nào thích máy mà nồi đồng có đá chạy càng nóng máy càng bốc ha. Đó, thì mình chốt cây này nha, tốt gỗ hơn tốt sơn nha mấy anh. Máy chạy rất khỏe nha. Rồi, chốt này T6 giùm em. Rồi, em sang T7 Maru Yanma. Maru công suất 23cc nồng 32 ly, xeo sập sàn 1,650,000. Ưu điểm của cây Maru này là có trợ lực nha, kéo không phát buông về trợ lực chả nhạy nổ nha mấy anh ha, siêu nhạy nổ trợ lực thì thôi mà ga là ga bóp luôn đó. Không chốt cây này còn cây nào nữa mà chốt mấy anh ơi. Mấy anh nhìn nhìn em cùm trắng tư luôn, trắng cỏ zin đầu bò zin, đầu bò có chén chống quán cỏ là chén chống mòn đầu ốc luôn. T7 32 ly 1,650,000 ha. Tôm nhôm tôm liền nha. Tắt nè, mở rồi đẩy lên. Đó. Có cái tem luôn ha. Đó, máy xài rất là kỹ và đặc biệt mặc cái áo này rất là sạch sẽ luôn. Cái màu này sạch nè. Lốc có dập chữ Made in Japan luôn ha, thông bằng xăng rồi còn luôn. Trợ lực ga bóp 1,650,000 cho T7 ha. Cái tem nó kéo xuống dưới. Rồi, em sang T8 nha mấy anh. Rồi, Echo 260 sử dụng cho mọi lứa tuổi ha, rất là nhẹ giật nhẹ nổ và đặc biệt siêu tiết kiệm xăng, bền rất là bền nha. Anh nào chưa xài thử dòng Echo này, hôm nay mình xài thử có đúng như em quảng bá không ha. Đó, đây thứ nhất là trợ lực ha, trợ lực chả nhẹ, nhẹ giật nhẹ nổ nha. Con khói là trắng tư luôn, bình xăng lớn nhìn. Chạy chế 2 kim, chế zin quanh bờ rồ đàng hoàng nha mấy anh. Chế này rất là tiết kiệm xăng. Và cái điểm cộng cho này là tum nhôm tum liền nữa, 26cc 34 ly là mình phát trước vừa rồi, ok đó. Hai tay cầm ga giữ, bật xuống là tắt, bật lên là mở nha. Trắng cỏ zin đầu bò zin T8 34 ly 1,900,000 đồng. Đó, cho cây kêu viết 260 ha. Mấy anh chốt này nhé mấy em, T8 nha mấy anh, vừa trợ lực vừa chế 2 kim luôn. Hiếm có loại nào mà nó lại là nghĩa là hàng nó lại là vừa trợ lực vừa 2 kim, thường thường có trợ lực thì không có 2 kim mà ngược lại ha. Rồi em sang T9 khi viết đại cao nha. Cái này là 2720 là nồng 35 ly ha, nó đề cao nha, có trợ lực nha mấy anh ha. Cái bộ khó là mấy anh biết rồi đó, giật siêu nhẹ, chạy chế zin theo máy ra ngang, tum nhôm tum liền ha. Và cái tum của nó có một cái áo ở ngoài bảo vệ cái tum nữa nha mấy anh, rồi cốp lưng nữa nè. Rồi hai tay cầm ha, ra bóp zin cũng công tắc trên ghi đông, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Chán cỏ zin đầu bò zin, đầu bò có chán chống quán cỏ nha. T9 35 ly 2,000,000. Đó, cho cây kiwit đời cao nha, có cho lực nhẹ giật nhẹ nổ ha. Rồi, T10 là Honda 4 thì, xăng riêng nhất riêng nha. Anh nào mà hay quên pha nhớt đó thì mình mua máy này mình xài ha.
sẵn mình xài chung với nhớt xe Honda luôn, xăng riêng nhớt riêng, xăng đổ ở đây, nhớt đổ ở đây, mấy anh đổ, mấy anh đổ lưng lưng ha, khi mà mình dặn nắp này vô là vừa nha. Đó, máy này zin 100% nha em, Honda Made in Japan này. Chế zin theo máy luôn nha, tum nhôm tum liền ha. Đó, hai tay cầm ga bóp zin, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha. Chắn cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò có chắn chống mòn đỏ và chắn chống ngắn cỏ luôn ha. T10 34 ly 2 triệu nha, 2 triệu cho cây Honda nha em. Đó, có chân chống luôn nè, bỏ vô xăng lớn luôn. Rồi T11 Mitsubishi TB này, quá đã. Đây là một tay đua thượng hạng trong làng đua máy cắt cỏ ha, chạy tua siêu lẹ, siêu nhanh, phát cỏ siêu tiết kiệm thời gian, tại vì tua nó lẹ nó nhanh thì thay vì cái khác phát một tiếng này phát nửa tiếng. Ưu điểm của nó là có trợ lực nha ha, làm anh thấy trợ lực này, trợ lực lò xo ống nha, kéo nửa gì sợi dây giật qua tua là nhảy nổ rồi ha. Và đặc biệt chạy rất là tiết kiệm xăng, tại vì chạy chế hai kim, chạy chế hai kim quanh bà rồ mà. Và đặc biệt máy rất là bền nha, mà anh pha xăng nhất theo tiêu chuẩn giùm em ha, chuẩn thì em chỉ đi, xài rất là bền. À, lóc có dập chữ Made in Japan luôn ha, có cái đế ôm mình xăng lớn luôn đó. Máy này nhìn thấy là 9 trên 10 điểm, nếu mà mình nói 10 điểm thì nó tuyệt đối không có cái gì là tuyệt đối phải không anh. Tum nhôm tum liền hay cái tum nó rất là dày, mà anh nghe tôi có chạy không, rất là khỏe. Anh nào sang sang thì ngoài cắt cỏ thì mình gắn đồ bơm nước vô, mình gắn mình tưới cây ăn trái đồ đó ha, bơm dữ lắm lẹ. Mấy anh gắn nửa ga thôi, mình lên nửa ga thôi, bơm là rất là xa luôn á. À, cũng hai tay cầm ga giữ công tắc trên ghi đông ha. Cái này bật xuống là chạy, bật lên là tắt nha em anh. Đó, trắng cỏ zin, đầu bò zin, lắp zin toàn phần rồi báo giá luôn. T11 34 ly 2.300.000 đồng cho Mitsubishi TB nha, 2.3 triệu. Rồi, tới Mitsubishi tên là 261 nè. Còn mà nói về thằng Mitsubishi này á, thì em không có quảng bá nhiều, tại vì nó đi khắp mọi miền đất nước rồi, từ trong Nam ra Bắc anh em nào cũng biết cái thương hiệu này hết ha, thành ra cái giá nó sẽ cao hơn những cây khác. Mitsubishi tên là 261, cái cây này có trợ lực nha ha, mình nhìn cái chụp giật tròn tròn nhỏ nhỏ này, giật rất là nhẹ, chạy chế hai kim lê đỏ tự động nha. Đó, bình xăng lớn gì ha, lóc có dập chữ Made in Japan, có bộ tỏa nhiệt bằng nhôm đó nè, như này lóc có dập Japan nằm bên đây nha em. Tum nhôm tum 260 ha. Đó, mình về mình đấu thuốc thoải mái vô tư nha. Công tắc nằm bên đây. Có chân trống nè. Có thông số nè. Hai tay cầm mà cộng thêm cái ga bóp zin nữa, ga bóp mở dịch luôn. Trắng cỏ zin, đầu bò zin ha. T12 33 ly 2.700.000 cho cây Mitsubishi 261. Rồi, T12 xong, T13. Cuvit 345 nha. Anh nào mà đang kiếm máy to, máy lớn ha, chạy như là khỏe như trâu đó ha, công suất thì lớn, mà lấy cây này giùm em, chạy cực kỳ khỏe nội, mà mấy anh nghe tiếng máy nó nổ ra anh tay thôi là biết nó khỏe tới mức độ nào rồi. Thì mình đã làm nông trại kìa, mà cắt cỏ vườn cây ăn trái số lượng cực nhiều đó, thì nên lấy những cây này nghe em ha, phát cho nó sướng đó. Tại vì sao? Cho nó khỏe, nó không quặt, chạy chế quả khế mà. Đó, sát lớn nha, tình xăng lớn zin ha, tum nhôm tum lỡ nha. Đó, có chân trống rồi luôn. 345 là 38 ly nha, lắp xay. Đó, trắng cỏ zin, đầu bòi zin, thì cái lắp này á, là lắp zin là nó xay, anh nào không muốn xay thì nói lại, chốt đơn anh bấm cái này lại cho nó cứng luôn. Rồi, T13 38 ly 2.200.000 đồng, công tắc nằm đây nha, cho cây kêu vít bình sang trên. Rồi, anh chốt đơn rồi liên hệ cửa hàng ha, chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.